Một loạt cự hãn lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện, cũng không phải đến từ nhiệt độ bên trên băng lãnh, mà là tới từ sâu trong linh hồn. Hắc ám, ám nguyên tố, băng ám song thuộc. Hoàng Nguyên Lăng âm thanh lập tức cấp cao ra mấy phần, vẻ mặt cũng là bỗng nhiên nhất biến. Nguyên bản trên mặt ấm áp nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Hắn đã đứng người lên trên, lùi lại về phía sau hai bước. Ngươi là Thiên Long tộc. Lam Minh Vũ đứng ở phía sau một mực đang quan sát Hoàng Nguyên Lăng biểu tình biến hóa cùng với phân tích lời của hắn. Bạch Tu Tu lúc này làm, đây là bọn hắn thương lượng xong, bọn hắn đã đoán được sẽ có người tới thăm dò Bạch Tu Tu thân phận. Hiện ra hắc ám thuộc tính, chẳng qua là Bạch Tú Tú muốn biểu hiện ra một bộ phận. Màu tím đen vầng sáng tan biến, Bạch Tú Tú giơ tay lên, màu xanh đậm lần phiến hiện lên trên ở trên bàn tay. Óng ánh sáng long lành lần phiến tới trong vòng ánh đèn chiếu xạ đến phản xạ hào quang. Ta cái gì tộc đều không phải, ta chính là ta. Bạch Tú Tú có chút kiểu ngạo nói. Hoàng Nguyên Lãng mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa rồi hắn lần này thật sự là không tầm thường, bởi vì hắn biết rõ, long tộc tuyệt đại đa số đều là đơn nhất thuộc tính, có thể có được song thuộc tính chỉ có Thiên Long tộc, bởi vì Thiên Long tộc chính là từ nguyên bản mạnh mẽ Thiên Mã tộc đi qua long biến tới. Song thuộc tính phân biệt đến từ long biến cùng với Thiên Mã tộc bản thân, sở dĩ Thiên Long tộc là nhất chủng tộc cao quý, cái kia chính là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ. Tại hắn trong ấn tượng, tất cả thượng vị long tộc bên trong đều không có song thuộc tính tồn tại, cho dù là có thể tu luyện thành người cũng không có. Trước mặt cô nương này lại là song thuộc tính thượng vị long tộc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa rằng tương lai nàng có thể trở thành long kỵ sĩ khả năng tăng cường rất nhiều, mà lại hắc ám thuộc tính vốn chính là đủ loại thuộc tính bên trong cường đại nhất mấy loại một trong. Mặc dù hắn hiện tại trong cảm giác Bạch Tú Tú còn không tính mạnh mẽ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Bạch Tú Tú rất trẻ trung. Đây cũng là vì cái gì hắn sau khi đi vào trong liền xưng hô là Bạch Tú Tú làm muội muội nguyên nhân. Hoàng Nguyên Lãng chính mình biết mình tình huống, hắn cũng là tương lai lòng kỵ sĩ người cạnh tranh một trong. Chẳng qua là thực lực của hắn bây giờ muốn trở thành lòng kỵ sĩ còn là rất khó. Muốn trở thành lòng kỵ sĩ, đầu tiên muốn làm được chính là muốn nhường cho một vị thượng vị long tộc cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của hắn mới được. Vậy sẽ phải chiến thắng thượng vị long tộc, hơn nữa còn chính là vô cùng cường đại cùng với mình thuộc tính tương hợp thượng vị long tộc. Hoàng Nguyên Lãng tu vi làm hiền vũ vừa rồi cũng cảm giác được, vì này tại hình người thái dưới, trên người năng lực bà động ước chừng chỉ là nhân loại phong hào đủ là cấp bậc tu vi, biến thành long hình hẳn là sẽ mạnh hơn một chút, có thể so sánh nhân loại siêu cấp đấu la trình độ, nhưng tinh thần lực lượng của hắn lại không thể nào mạnh hơn, không có lĩnh vực cảnh cấp độ, cho nên mới sẽ bị làm hiền vũ cảnh giác rõ ràng. Tú Tú muội muội, mới vừa rồi ta hỏi mạ muội, chẳng qua là tình huống của người đúng là đặc thù. Chúng ta thượng vị long tộc ta vẫn là rất rõ ràng. Người cái này hắc ám thuộc tính là hậu thiên giác tỉnh sao, không phải nguyên bản huyết mạch liền có. Hoàng Nguyên Lãng thăm dò, hắn đối với Bạch Tú Tú thân phận hết sức tò mò. Trong long tổng cũng chia phe phái, hắn có một chút bận tâm, chính là Bạch Tú Tú cũng không phải là hắn cái này phe phái, mà có được song thuộc tính thiên phú Bạch Tú Tú, nhất định sẽ là bị xem như long kỵ sĩ bồi dưỡng. Thiên long tinh tài nguyên cực kỳ dồi dào, gắng sức bồi dưỡng lời nói, cơ hồ khẳng định có thể trở thành long kỵ sĩ, bởi vì song thuộc tính nàng rất có thể không cần tham dự cạnh tranh, nếu chỉ là nàng và chính mình thuộc về cùng một phe phái, vẫn liền quá đáng giá kết giao. Một vị long kỵ sĩ ý vị như thế nào, hắn lại quá rõ ràng. Thiên Long Tinh 18 Long Kỵ Sĩ, đó là Thiên Long Tinh tồn tại cường đại nhất, có thể so sánh vũ trụ hạm đội tồn tại. Bạch Tú Tú nói, như vậy đi, ngươi hỏi ta một vấn đề, liền muốn thay ta đập cái tiếp theo vật đấu giá đưa cho ta, ta liền ưa thích những cái kia sáng lăng lấp lánh tảng đá, bằng không liền miễn mở tuần khẩu. Không có vấn đề, Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự liền một tiếng, đáp ứng, tặng đồ cho Bạch Tú Tú hắn cam tâm tình nguyện. Vô luận là Bạch Tú Tú hình dạng làm hắn có một loại vừa thấy đã yêu cảm giác, vẫn là rào hảo vị này song thuộc tính lại không có hoàn toàn trưởng thành tộc nhân, có thể nói là một công nhiều việc. Phong Long Thành thành chủ là phụ thân của hắn, chỉ là không bao giờ thiếu tiền. Được rồi, ngươi vừa giúp ta vỗ xuống mà ngân, liền để cho ngươi hỏi một vấn đề. Bạch Tú Tú cởi híp mắt nói, đứng ở phía sau là mềm vũ năm người, không khỏi âm thầm sờ ngón tay cá lên. Tú Tú cái này nhanh trí thật sự là muốn được, dạng này đã có thể đem thân phận của chính mình chuyện xưa dần dần nói ra, còn có thể thay xong chỗ. Tú Tú muội muội, ta đây vấn đề thứ nhất chính là ngươi song thuộc tính từ đầu tới, Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Bạch Tú Tú nói, thiên sinh trời nuôi. Hoàng Nguyên Lãng chấn động trong lòng, hít sâu một hơi, thiên sinh song thuộc tính thật sự chưa nghe nói qua. Thỉnh đập.
Hoàng Nguyên Lãng lúc này chỉ ở phía dưới. Lúc này kiện thứ hai vật đấu giá đã tại đấu giá. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua, đây là một khối thái tinh, để cho nàng có một chút buồn cười. Là khối này thái tinh đem bộ sáng bên trên đến xem, có thể không phải là buổi chiều bọn hắn đều đặt cược ở cửa khu lấy được cái kia một khối sao? Ngươi để cho ta đập đồ vật của mình sao? Cái này ta không muốn. Lúc này khối này thái tinh giá cả đã là đập tới 80 vạn. Kiện thứ nhất vật đấu giá mà ngân mặc dù đơn giản không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại có tùng gạch nhử ngọc ý tứ. Bởi như vậy tổng giá trị cao, thái tinh làm kiện thứ hai vật đấu giá giá cả tự nhiên là tùy theo trở về. Ừ, được rồi, không vội, loại khi ở phía sau. Hoàng Nguyên Lãng lúc này hiện tại ngược lại là hy vọng rằng nàng nhiều sẽ đập một điểm rất nhiều hỏi mấy vấn đề. Thái tinh cuối cùng dùng 96 vạn giá cả đánh ra. Hắc tu tộc nhìn qua bồi thường tiền không nhiều, nhưng vấn đề ở đây là bọn hắn số tiền này còn muốn sẽ cho trung tâm giao dịch. Bởi vì khối này thái tinh là bọn hắn nhìn nhầm, tương đương với trung tâm giao dịch tổn thất, đánh giá tiền, tất cả đều muốn cho trung tâm giao dịch. Chính bọn hắn là trực tiếp tổn thất 100 vạn lòng mã tệ. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, tin tưởng sẽ có rất nhiều khách quý cảm thấy hứng thú. Cái này là tới từ tộc ta đặc sản, Thải Vân Tình Thất Thải Kim. Thất Thải Kim giới thiệu cũng không cần ta nhiều lời đi. Nó có thể là bao dung tính mạnh nhất kim loại, đồng thời gồm cả 7 loại nguyên tố thuộc tính. Dùng tới cái này đủ loại năng lực môi giới không có gì thích hợp bằng. Coi như là chúng ta Thải Vân Tinh cũng là sản xuất ra có hạn. Càng quan trọng hơn, chính là đây là chúng ta lòng mã tinh hệ nữ tính thích nhất vật phẩm trang sức. Rất nhiều cả cấp vật phẩm trang sức đều là do thất thải kiềm chế tạo mà thành. 7 loại nguyên tố dựng dùng năng lực nguyên tố, đối với rất nhiều loại tộc thần thể là có ích. Lần này đấu giá hết thảy có 100 cân, 80 vạn lòng mã tệ giá đấu giá, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Đài ở bên trên, một khối vải nhung vạch trần, lô xa ở phía dưới vật đấu giá. Đó là một khối hình vuông thất thải kim thuộc, không sai, liền làm 7 màu phía trên tản mát xa, lam, đỏ, vàng, xanh, kim, ngân, đen, 7 loại khác biệt màu sắc vô cùng xinh đẹp, vầng sáng nhàn nhạt ở trong đó gợn sóng lộng lẫy vô cùng. Thất thải kim, làm Lam Hiền Vũ thấy được loại kim loại này thời điểm, nhịp tim không khỏi trong nháy mắt đó gia tốc, bởi vì mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng dùng hắn nguyên tố cảm giác như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đây khối kim loại bên trong, ẩn chứa thủy hỏa thổ phong quang minh hắc ám không gian 7 loại nguyên tố, mà lại là 7 loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, chung sống hòa bình. Lại còn có dạng này kim loại, phải biết rằng đối với thất thải kim, hắn căn bản liền đều nghe chưa nghe nói qua, đấu la liên bang cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, có thể là đối với hắn mà nói, loại kim loại này tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại đã đoán được, chính mình trước 7 cái hồn hoàn ngân phần làm ngân thảo cảm giác tính năng lực, nhất định chính là ở trong đó nguyên tố trường khống. Cái này thất thải kim có lẽ không thích hợp bất kỳ người nào khác, nhưng mà đối với hắn, đối với Nana, cái kia là tuyệt đối thích hợp, mà lại, đây tuyệt đối là độ phù hợp cao nhất kim loại một trong. Lam Hiền Vũ gần nhất mặc dù không có thời gian đi rèn đúc, nhưng đã muốn bắt đầu chuẩn bị tam tự đấu khải, mà lần này hắn không còn là trước đó cho đồng bạn rèn đúc, mà là muốn ưu tiên cho mình rèn đúc. Lần trước tại trong tu vi đột phá thời điểm hắn liền phát hiện, bởi vì đấu khải cùng với hồn sư là một thể, cho nên tại đột phá thời điểm, đấu khải sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thần rất lớn, có thể tăng cường hắn tự thân nhận tính và sức thừa nhận, tiêm nhận huyết mạch trong người lực lượng trùng kích thời điểm, có thể càng thêm thong dong một chút. Đột phá ngũ hoàn liền đã gian nan như vậy, cơ hồ là hao hết cái kia ngụy bằng hỏa lưỡng nguy nhãn năng lực, cái kia lục hoàn lại sẽ khó tới trình độ nào đây, cho nên tam tự đấu khải là hắn cho mình yêu cầu, nhất định phải chuẩn bị xong. Dùng hắn tu vi hiện tại, lại thêm linh vực cảnh tinh thần lực lượng, dung hợp tam tự đấu khải không có vấn đề gì cả. Mặc dù trong lòng khát vọng, nhưng ở thời điểm này, hắn lại cũng không nói gì, bởi vì hắn căn bản cũng không cần nói. Cái này đẹp mắt, đập cái này đi. Bạch Tú Tú hai con người sáng ngời, hướng về bên người của Hoàng Nguyên Lãng nói ra. Được, có điều thất thải kim mặc dù tốt xem, nhưng lại không thể nào thực dụng, giá trị thực dụng không cao. Hoàng Nguyên Lãng lúc này nhắc nhở, vì hắn mà nói thất thải kim vào ngày hôm nay vật đấu giá bên trong, giá cả thuộc về hơi thấp, nhưng vì tranh thủ Bạch Tú Tú hào cảm hắn lập tức giải thích một chút. Người cùng một cái nữ hài tử nói thực dụng sao? Bạch Tú Tú khinh thường nói. Ta đã hiểu, Hoàng Nguyên Lãng tiếp nhận Bạch Tú Tú đưa tới máy cạnh tranh ra giá cả. Số 1 phòng ra giá 100 vạn, đài bên trên lập tức có phản ứng. Nghe thải mặc dù trên mặt bất động thành sắc, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc. Cái này thiên thiếu chủ đây là thế nào mà liền xuất thủ đây?
Một màn quỷ dị xuất hiện, nương tựa theo lấy Hoàng Nguyên Lãng giả giá, dưới đài cũng là trong nháy mắt lạnh ngắt như tờ, không có người nào cạnh tranh. Bạch Tú Tú đều rất hết sức tò mò, bọn hắn vì cái gì không ra giá rồi. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười, rất tự nhiên nói, bởi vì bọn hắn biết số 1 bào xương ý vị như thế nào. Đứng ở phía sau là Mền Vũ trong lòng bừng tỉnh, Thiên Long Tình cuối cùng cùng với đấu la liệt bang là không giống nhau.